Hello các bạn, hôm nay cô Tèo được về quê vào dịp cuối tuần, về quê nội của cô Tèo. Cái ông chú ông rủ đi ra ngoài bờ sông dở cái lú cá vậy các bạn, lú cái lờ chứ biết nữa. Thì mình ra ngoài mình coi cá được bao nhiêu các bạn nhé. Rồi, xin chào các bạn, bữa nay mình hai chú cháu mình đi gỡ lú nha. Bữa nay mình tặng 2 ngày rồi, bữa nay mình đi gỡ lú để coi có cá gì không, để đem về mình làm lẩu nhậu được chơi. Okay. Giờ mình xuất thuyền đi. Xong lục bình quá trời lục bình ơi. Không biết được nhiêu cá nha các bạn, mà thấy ông chú mình ông mang cái đồ đựng cá, cái thùng nước đá quá trời luôn kìa. Này thì mình dở không biết có cá làm đổ nè. Ồ, quá trời cá các bạn ơi. Có cá mà cá lâu kiếm mà. Đây, loại cá này nè. Ai cha, con cá gì lạ quá các bạn ơi. Sao nhìn nó giống như mấy con cá mà trong mấy bộ phim kinh dị quá. Ủa, có mấy con cua nữa. Ô, con cá khổng lồ các bạn ơi. Quá trời bự các bạn ơi. Ôi, con cá này mà, con cá này mình làm món gì vậy chú Hiệp? Luộc sả. Nghe hấp dẫn quá các bạn ơi. Các bạn thấy không, quê nội của Tèo toàn là món đặc sản không. Về quê nội lúc nào cũng là những niềm vui. Quá trời cá các bạn ơi. Ôi ôi, con cá nó to các bạn ơi. Con cá nó khoảng nhiêu ký vậy chú Hiệp? Quá trời cá các bạn ơi. Quay cận cảnh cho bạn xem luôn. Quá trời cá các bạn ơi.
cua nó nha. Có cua đồng nữa các bạn ơi. Wow, wow, cá siêu to khổng lồ các bạn ơi. Thêm cua đồng nữa. Cá bóng nữa nè. Ồ, còn cá bóng thấy cưng quá. Cá bóng này của cô Tấm còn sót lại gì nè. À cha, đang đi, hai chú cháu mình đang đi cá mà bắt gặp một chiếc siêu xà lan siêu to khổng lồ các bạn ơi. Ủa chiếc xà lan là quá trời to mà nó dài rồi. Trời ơi, nó to mà nó dài các bạn ơi. Đúng ghi là siêu to khổng lồ luôn. Quá rồi, chiếc xà lan rồi. Bây giờ tiếp tục cái lờ thứ tư các bạn nhé. Quê hương mình toàn là lờ các bạn ơi. Đây, có vẻ nhiều cá các bạn ơi, nặng trịch luôn. Quá trời cá nó quẩy các bạn ơi. Ồ, một con cá khổng lồ nữa rồi. Ui cha, con cá gì mà sao cái màu nó đẹp quá vậy ta. Sao không các bạn ơi? Mình và chú Thái Hiệp đã đi thu hoạch cá xong. Bây giờ mình coi cái sản phẩm thành quả của mình thu hoạch như thế nào các bạn nhé. Ô các bạn ơi, con cá gì mà to mà nó lạ quá trời to rồi. Sau khi thu hoạch cá xong giờ chú của mình ra quyết định là làm cái món gì hả chú? Cá luộc sả. À cá luộc sả, bùi sả các bạn ơi. Bùi sả huyền thoại của nhà ông nội mình nha. Bao nhiêu đời đó ăn không giờ hết. Tại có ăn đâu mà hết. Ê các bạn ơi, hồi nãy ông chú Hiệp mình đâu vô nhà mình lén lén mình đổ được mớ. Nói chứ mình cũng nên phóng sinh các bạn ơi, chứ để tội lắm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phóng sinh nó xuống sông này các bạn nhé. Rồi bây giờ mình cùng thả đi các bạn nhé, để cũng tội nghiệp nó lắm. Cho nó về với ba mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại đây, mọi người mong nhớ lâu ngày không gặp lại nó, vì nó bị dính trong cái lờ hồi nãy. Rồi trở về với quê hương đất nước đi các bạn ơi. Bơi đi đi. Ôi trời ơi các bạn ơi, nó không muốn đi luôn rồi. Nó muốn ở lại với cụ Tèo hay gì, nó không muốn đi luôn. Bơi đi đi mấy ông ơi. Bơi đi đi. Đi đi. Về với mẹ với gia đình đi. Đi đi, kiếp sau đừng làm cá nữa nha. Làm cá bị người ta bắt ăn thịt và tội nghiệp lắm. Ok. Xong các bạn ơi. À, hôm nay nhà ông nội của Tèo như có đám giỗ nữa các bạn ơi. Cho nên là hai chú của cô Tèo quyết định là lấy một mớ cá còn lại nè, mình làm thêm một món để đãi khách luôn. Giờ mình xem coi hai chú làm món gì các bạn nhé. Rồi đầu tiên bắt một con to ra. Làm gì đây? À chú ơi. Giải quyết hai con cá gì mà lạ quá các bạn ơi. Làm mà muốn thành phẩm ăn nó phải lấy cái đồ bằng lưới sắt chà nó. Hai chú cua Tèo đang làm thành sản phẩm. Đã xong rồi các bạn ơi, giờ tới chú Hiệp chú làm mấy cọng sả sạch con sả. Làm món luộc sả. Từ nhỏ lớn giờ cua Tèo chưa biết cái gì luôn các bạn. Nó lạ quá trời lạ rồi. Để hồi coi làm xong rồi mình hỏi hai chú này cá gì các bạn nha. Cá lau kiến. À cá lau kiến các bạn ơi. Quá lạ các bạn ơi. Chưa gặp bao giờ, chưa nghe bao giờ luôn.
cái lá luôn rồi. Để hết lá luôn. Lấy hết được sạch. Đặt ta đặt dẹp chốc cái quấn vô bỏ cái này. Đây, mình bỏ mấy xả với mấy con cá vô nồi các bạn ơi. Đem đi luộc xả. Đợi đủ đồ nắm mấy trời đấy. Chút xíu luôn kia bắt mấy con nữa. Dạ. Tôi không có quay đặt tự nhiên á. Đâu thì mình quay ra. Cái sau mình mới thấy. Nó bị đơ. Đây có cái con nó lắm. Đó hết đó cả nhà. Ở trên gỗ kìa. Cái dịch đỏ đỏ hả chú? Đó. Sao mình đừng có to nhỉ? Cá nó chín nha các bạn ơi. Để mình coi lại gần gần xíu nha. Trời ơi, cái này mà chấm muối ớt một cái tuyệt vời các bạn ơi. Chút xíu mình ra mâm thử các bạn nhé. Ơi, ngon lắm rồi. Cá này cá hồi nãy là các bạn, giờ thành phẩm rồi nè các bạn ơi. Cá nó ngon. Quá trời nó ngon luôn rồi ơi. Nè, thấy cá một tiếng dưa, quá trời thịt luôn nè. Thấy chưa? Thấy không? Đó, thấy chưa? Quá trời thịt luôn nè. Quá bà con ơi. Thấy không? Ăn luôn
luôn mới là chính xác đấy chứ. Đó, thấy chưa? Của nó nè, quá trời ngon. À, phải gì nè, đó, thịt gì đó, chấm muối vậy nè, đó. Ngon cái cực kỳ luôn trời. Ngon gì đâu. Đúng phải không nha? Chém quay ống đầu đi để cho anh leo luôn cả cái. À. Ok. Bây giờ giữ vàng luôn, chấm chén quất vậy nè. Đó. Quá trời nó ngọt luôn bà con ơi. Béo một cái thì thôi. Đây nè, bỏ cái hương nè.